Chỗ mà tôi chăm da nằm ở quận Tân Bình. Ở đây vừa có thể chăm da và vừa có thể chăm sóc body. Còn liệu trình chăm da của tôi làm sao thì cùng tôi vào trong tham khảo nha. Đây là không gian ở phía bên ngoài, chưa bàn về chất lượng, mà thường thì nhiều bạn sẽ lựa chọn spa ở đường mặt tiền. Còn đối với tôi thì dù spa ở trong đường nhỏ hoặc là con hẻm, miễn là làm chất lượng thì cỡ nào cũng đi. Đó là lý do tại sao tôi chọn Room Beauty Spa. Ngoài việc sử dụng các máy móc hiện đại thì bác sĩ và nhân viên ở đây rất là nhiệt tình và chuyên nghiệp. Soi da cho mình rất là kỹ, tư vấn cho mình nguyên nhân mà bị tổn thương như thế này. Còn sai đi đâu được nữa. Thôi nói chứ giờ mình vô vấn đề chính nè. Dịch vụ trị mụn và lấy nhân mụn ở spa chuẩn y khoa, nên các bước rửa mặt cũng rất là chỉnh chu. Mấy bạn tới đây mà có yêu cầu gì thì cứ nói nha. Rửa mặt sạch rồi thì tẩy tới bầu chết. Không phải khen chứ nói thiệt, tới cái bước này là cảm giác da mình nó nhẹ hơn nhiều. Da tôi thuộc cái loại là da mỏng, mới hút nhẹ xương xương thôi là thấy đỏ lên rồi. Nhưng mà chưa đâu, tới cái khúc nặng mụn này mới ghê nè. Nhìn ở ngoài thì thấy da tôi đâu có mụn gì đâu, mà vô đây một cái là thấy chị móc xẻ. Trời ơi, nói chứ mụn ẩn mà phải chịu thôi. Bởi vậy mấy bạn phải đi lấy nhân mụn thường xuyên cho da của mình sạch, nó mới dễ hấp thụ mấy cái dưỡng chất được. Mặt nạ ở đây là một dạng mặt nạ thảo mộc, nên khi mình đắp kèm cùng với ánh sáng xanh sẽ giúp da mình an toàn và dễ hấp thụ nữa. Sau khi vệ sinh sạch sẽ xong thì sẽ thoa cho mình một cái loại serum trị mụn, mà loại serum này cũng có bán lẻ cho khách khi mà cần mua thêm luôn nha. Ngoài serum thì tại spa còn rất là nhiều sản phẩm chăm da, giá ưu đãi chỉ còn từ 89k khi mua tại Hot Deal. Nếu mấy bạn mà bị cái tình trạng da như thế nào thì cứ tới đây bác sĩ tư vấn cho nha. Đó, sau khi làm xong liệu trình thì tôi cảm nhận là da tôi nhẹ hơn, căng bóng hơn và mấy cái chỗ đỏ hồi nãy không còn nữa. Nếu mấy bạn tới đây trải nghiệm dịch vụ thì cứ yên tâm. Địa chỉ của spa thì tôi sẽ để ở đây. Mấy bạn cứ việc tới địa chỉ và lên lầu 2 nha.